Xin chào các anh, hôm nay phụ kiện xì gà của ba xin phép giới thiệu tới các anh một mã bật lửa ha, đến từ thương hiệu Kohiba ha, bật lửa chính hãng Kohiba nha. Đây, cái này là đựng hộp giấy màu đen ha, rất là sang trọng luôn. Thì cái này rất là phù hợp cho mình mua về mình làm quà biếu tặng ha. Đó thì mình có thể là mua về mình tặng lãnh đạo nè, hoặc là bên em cũng có rất là nhiều chị ha, mua về tặng chồng hoặc là tặng sếp ha, hoặc là cho ba, dùng rất là ý nghĩa ha. Tại vì mình thiết kế một cái hộp màu đen như thế này ha, rất là đẹp. Đó, mở ra như thế này đó, thì bên trong nó sẽ có cái cát của Kohiba. Thì hiện tại là bên em về hai màu nha, màu đen với màu vàng, cực kỳ đẹp luôn. Đó, rất là sang luôn ha. Đó, cái này mua về mà mình dùng ha, xong rồi mình hoặc là mình sưu tầm á, mình làm trưng bày cũng rất là đẹp, mình có thể là giữ lại cái hộp nha. Đây ha, đầu tiên là cái màu vàng. Đây, ở này là nó sơn bóng ha, cho nên là bên ngoài rất là bóng, mình dùng mình cũng không có sợ mà để lại cái vân tay hoặc là mồ hôi tay nha. Cái màu vàng tươi ha, có cái logo chính hãng của Kohiba nha. Ở bên dưới này thì kèm đục, đục xì gà và nơi tiếp nhiên liệu điều chỉnh ga to nhỏ, đặc biệt cái này có thể là để đứng trên một cái mặt phẳng được luôn nhé. Mở ra như thế này, thò hai tia, em test lửa cho mình xem nhé. Hai tia rất là nhạy ha. Rồi, thì sau khi dùng xong mình đậy nắp lại thì mình cũng không có sợ là bị nóng hay bỏng tay ha. Này, cầm rất là nhẹ, thì với cái thiết kế dẹp như thế này mình có thể là bỏ vào túi áo, túi quần cũng có gây mà ảnh hưởng tới những cái vật dụng khác á. Hoặc là các anh có sử dụng cái bao da xì gà đấy thì mình có thể là bỏ vào trong bao da cũng rất là tiện ha. Tiếp theo là cái mã màu đen. Đây. Đấy, đen này thì sơn không sơn bóng ha, hơi nhám một tí xíu để nó tăng cái độ sang trọng á, tại vì nếu mà đen mà bóng nữa thì nhìn nó không có được sang cho lắm ấy. Bên cạnh này thì có cái phần thanh nhiên liệu ha, để mình có thể là xem nhiên liệu còn nhiều hay ít. Ở dưới này là cái đục ha. Đây, logo thương hiệu của hãng nổi bật ha. Bên này là nó mạ vàng lên ha, rất là đẹp. Đây, bật ra như thế này. Tết lửa ha. Cực kỳ nhạy luôn ha. Thì hiện tại mã này đang có sẵn ở bên em nhé. Mình yêu thích thì có thể là nhanh tay chốt đơn luôn ha. Thì hai số điện thoại bên dưới video, các anh có thể là liên hệ trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo để nhân viên bên em hỗ trợ tư vấn cho mình ha. Hoặc là biết là link sản phẩm em có để ở phần bình luận cũng như mô tả video. Thì khi nhận hàng mình có thể là kiểm tra hàng xong mình thanh toán ha. Nếu như mà hàng không đúng như trên clip hoặc là trên website em đăng thì các anh có thể là từ chối nhận hàng. Bên em có hỗ trợ cho mình trong quá trình sử dụng trọn đời luôn ha. Em xin kết thúc video tại đây nha. Em cảm ơn các anh đã theo dõi video và hẹn gặp lại các anh vào một video gần nhất nhé. Mình